Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đại gia đường bia nổi danh với những công trình có nội thất giác vàng, khách sạn giác vàng. Mới đây, ông tuyên bố sẽ đua tranh tham gia xây dựng đường cao tốc Gia Nghĩa - Chân Thành với tổng mức đầu tư dự kiến trên 23.000 tỷ. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Ông Nguyễn Hữu Đường còn có tên gọi khác là Đường Bia. Ông được biết đến như người đầu tiên thành lập công ty tư nhân sản xuất bia tại Hà Nội. Hiện, ông Đường làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty Hòa Bình, thành lập năm 1993. Hòa Bình có ngành nghề kinh doanh sản xuất, kinh doanh rượu bia, nước giải khát, xây dựng dân dụng và xây dựng công nghiệp, kinh doanh nhà, bất động sản. Ngày 5 tháng 10, công ty Hòa Bình của đại gia Đường Bia khánh thành đoạn đường mẫu cao tốc với cam kết chất lượng vĩnh cửu, chống chịu được động đất cấp 8. Ông Đường cho biết, doanh nghiệp đủ năng lực tham gia đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện cao tốc Gia Nghĩa - Chân Thành theo hình thức đối tác công tư PPP. Theo vị đại gia này, để góp phần thu hút nhà đầu tư, hai bên tuyến đường cao tốc Hòa Bình sẽ tự bỏ chi phí đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng xã hội như xây dựng thêm nhà máy nước sạch dọc hai bên tuyến đường để phục vụ nhu cầu tăng cao. Đồng thời, công ty tổ chức xây dựng khu nhà ở xã hội mẫu phục vụ công nhân, quy mô nhà ở cao tối đa 17 tầng, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, căng tin, dịch vụ trường học. Giá bán tối đa khoảng 12 triệu đồng một mét vuông sàn nhà ở. Được biết, dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chân Thành là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành giao thông vận tải. Tuyến đường dài khoảng 140 km, điểm đầu tại khu vực thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, điểm cuối tại thị xã Chân Thành, tỉnh Bình Phước, kết nối điểm đầu của cao tốc Chân Thành - Đức Hòa thuộc dự án đường Hồ Chí Minh và điểm cuối của đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Chân Thành. Tính toán sơ bộ, nếu đầu tư đường cao tốc Gia Nghĩa - Chân Thành ban đầu với 4 làn xe, bề rộng 17 m, tương tự quy mô phân kỳ của dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, 2021-2025 và một số dự án đường cao tốc khác đang triển khai, vận tốc thiết kế 80-100 km/h thì tổng mức đầu tư khoảng 23.000 tỷ đồng. Mới đây, tại công văn số 7420 trên VPCP-CN, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực của Hội đồng Thẩm định Nhà nước, chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để nhanh tiến độ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, hoàn thành báo cáo thẩm định trình chính phủ trước ngày 30 tháng 9, 2023. Việc lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư cao tốc Gia Nghĩa - Chân Thành được triển khai theo phương thức PPP. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước kiến nghị áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Mới đây, liên danh Vingroup, Techcombank, nhà đầu tư lập đề xuất dự án, đã có tờ trình đề nghị thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo phương thức PPP, phân kỳ đầu tư đề xuất giai đoạn 1 dài khoảng 128,8 km, quy mô 4 làn xe cao tốc, với tổng kinh phí trên 29.000 tỷ đồng. Ông Đường được biết tới là một trong những đại gia nổi tiếng gắn với các công trình giác vàng. Giác vàng dường như vừa là thú chơi riêng. Ông từng giác vàng thành lan can căn hộ, thang máy, nhưng quyết định gây sốc nhất là mạ vàng cả thiết bị nhà vệ sinh. Năm 2020, khách sạn giác vàng đầu tiên tại Hà Nội khai trương. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 100 triệu đô la Mỹ với mặt ngoài và nhiều vật dụng được giác vàng 24 carat. Trong đó, 36 căn phòng hạng sang với tất cả mọi thứ được giác vàng từ phòng tắm, bồn tắm, toilet, giường ngủ, gương, cửa đến khăn, áo tắm của khách trong phòng cũng đều được giác vàng. Ông Đường cho biết, thế giới chưa có nước nào có tòa nhà giác vàng từ trong ra ngoài. Ở Việt Nam, tiêu chuẩn cao nhất chỉ có 5 sao. Abu Dhabi có khách sạn 8 sao, Dubai có khách sạn 7 sao, khách sạn giác vàng đầu tiên tại Hà Nội. Dù tâm huyết, nhưng tháng 3 2023, ông Đường rao bán khách sạn này, giá khởi điểm là 250 triệu đô la Mỹ. Tương đương khoảng 5.830 tỷ đồng. Song mới đây, ông Đường lại tuyên bố không bán khách sạn giác vàng nữa mà để tiếp tục chỉnh trang, nâng cấp. Tại Đà Nẵng, một khách sạn cũng được vị đại gia này giác vàng là Đà Nẵng Golden Bay. Dự án với quy mô hơn 1.000 căn hộ và phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao. Dự án này sở hữu bể bơi vô cực giác vàng được xây dựng trên nóc tòa nhà cao 29 tầng. Cùng với đó là các thiết bị vệ sinh làm từ kim loại cũng đều được giác vàng 24 carat. Ngoài các dự án mang tính biểu tượng trên, đại gia Đường Bia cũng sở hữu loạt dự án bất động sản khác có chi tiết giác vàng. Tòa chung cư cao cấp Hòa Bình Green City nổi tiếng khi được giác vàng toàn bộ lan can, khu vực sảnh, hành lang và hệ thống thang máy. Thực tế, lúc bắt đầu xây dựng Hòa Bình Green City, chủ đầu tư không cam kết mạ vàng lan can, thang máy. Nhưng theo ông Đường, để căn hộ đạt tiêu chuẩn 6 sao nên ông quyết định mạ vàng cho công trình. Ông cho hay, mạ vàng vừa khẳng định sự vĩnh cửu vì vàng không bị oxy hóa, vừa tăng thêm giá trị cho căn hộ mà người mua hoàn toàn không phải trả thêm chi phí này. Năm 2022,
ông Đường tham gia vào lĩnh vực nhà ở xã hội với dự án tại quận Hoàng Mai. Đáng chú ý, dù là nhà ở xã hội mức giá thấp, căn hộ vẫn có chi tiết dát vàng. Theo công bố, căn hộ thiết kế hợp lý và bàn giao nội thất cơ bản trần sàn, thiết bị vệ sinh Toto có điểm nhấn dát vàng, cùng hệ thống thiết bị thang máy, vật liệu xây dựng, kết cấu xây dựng độ bền 100 năm. Theo kế hoạch, công ty dự kiến sẽ xây dựng 10.000 căn. Mức giá bán các căn nhà ở xã hội ở nội thành Hà Nội là 17 đến 18 triệu đồng một mét vuông, ở các tỉnh là từ 11 đến 11,5 triệu đồng một mét vuông. Sau khi xem qua video này thì bạn thấy đại gia Đường Bia và doanh nghiệp của mình có đủ năng lực triển khai cao tốc Gia Nghĩa Chân Thành. Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết và đừng quên nhấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.